là 8 giờ 12 phút ở Florida. Các bạn có thấy bầu trời không ạ? Gió thổi rất là mạnh. Trời thì nó rất là khác mọi khi, là nó không có sáng quá cũng không có tối quá. Báo là cơn bão sẽ xảy ra vào tối nay. Bây giờ là giông gió, mây đen kéo đến. Cho tất cả mọi người dân Florida đều bình yên. Những cái cơn gió giông gió sẽ trôi về biển cả.